Chào anh em, lại là mình Du Kẹt đây. Nối tiếp series 117 tướng khác nhau lên chiến tướng ở tập 13 vừa rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 14. Mà trước khi bắt đầu vào tập 14 thì dĩ nhiên rồi, hãy cùng mình điểm lại xem là ở tập trước mình đã sử dụng cho mình những cái vị tướng gì, cũng như lên được bức ranh gì nha anh em ơi. Thì ở tập trước mình đã sử dụng lần lượt 4 vị tướng sau đây, đó chính là Điêu Thuyền, Amelie, Zinna, cuối cùng là Bà Đùm nha anh em ơi. Cùng với đó mình đã lên được bức ranh chiến tướng 55 sao. Vậy thì đến với tập của ngày hôm nay mình sẽ sử dụng tiếp cho mình những cái vị tướng gì, cũng như là lên được bức ranh gì, thì mời anh em hãy cùng đón xem. Và bây giờ để không làm mất thêm một phút một giây nào của anh em nữa, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay vào clip luôn nào anh em ơi. Let's go. Ok, và đến với trận đấu đầu tiên này thì cái lane của mình đó chính là lane AD. Mà để nói về AD thì mình đã sử dụng gần hết AD rồi, chỉ còn có 3 vị tướng AD mà mình chưa sử dụng nữa thôi. Thứ nhất là Whip này, thứ hai là Theonat, thứ ba đó chính là Celica. Đấy, thì ở trong trận đấu này mình sử dụng cho mình con bài Whip. Whip là một chất tướng đã ông meta khá là lâu rồi anh em, mà có một thời gian nổi lên với con bài xạ thủ cực kỳ hot luôn, tại vì lúc đó tăng sức mạnh đấy anh em. Mà sau cái đợt tăng sức mạnh đó thì được một thời gian nó giảm cho nét bét con Whip này luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem sức mạnh của Whip sau khi bị giảm sức mạnh mà ông meta một khoảng thời gian thì nó sẽ như thế nào nha. Nhưng mà trận này thì tên bạn hơi bị trâu bò đấy, với Florentino rất là trâu rồi, thêm cái con người cây thì khỏi bàn anh em, mà không biết là con Whip này có thể bắn xuyên được qua cái dàn phòng thủ đối phương hay là không ha. AD ở đầu game á, thì chắc chắn là sẽ cần phải farm rất là nhiều vào rồi đúng không anh em, để tầm giữa với cuối game mới có đất diễn được. Trận này mình đi kèo cùng với là Terry này. Terry cầm cho mình cái phù hiệu tinh linh, nó sẽ nhỉnh hơn mình so về phù hiệu. Tuy nhiên thì pha này mình đã đẩy lính lên và 2 trước rồi, nên mình sẽ có lợi thế về mặt chiêu thức. Có chiêu 2 choáng được Terry một khoảng thời gian tương đối là dài, lâu hả? Á chà, tốc biến lên bắn mình luôn à. Rất tiếc cho bạn là mình có siêu hồi máu nha. Và khi mà chiêu 2 của mình hồi mình choáng bạn nữa thì chắc chắn rằng đây sẽ là một cái chiến công đầu dành cho mình mà thôi. Và đó thì mình không có siêu hồi máu vội anh em, mà mình đã lừa được Terry rồi. Một tình huống bết rất là ok luôn ha. Bế tức là lừa anh em, bẫy cho Terry, cứ tưởng mình là còn có chấm máu, Terry tốc biến lên bắn mình. Tuy nhiên thì không có dễ ăn như vậy đâu bạn ơi. Hồi một lượng máu tương đối là nhiều khiến cho Terry bất ngờ và không kịp trở tay. Terry thì cũng chỉ có cái tốc biến đó thôi, không có bất kỳ cái lướt nào để có thể lui về được nữa cả. Thôi làm xong cái con quái này rồi mình về luôn nha. Thôi farm lâu thiệt sự luôn. Ế đừng má, đừng má. Thôi, rồi mất luôn, farm có con chim này thôi mà nó lâu kinh khủng luôn anh em. Thiệt là tình đó, tên lính tiếp theo nó ra luôn rồi nè, chắc chắn là mình sẽ không có về được á. Phải ở lại và farm tiếp nha. Quả vừa rồi thì hơi su. Con Whip này farm chậm quá, ăn con chim lâu nửa tiếng hồi chưa xong, để con Terry ra nó cướp anh em mà, xui thiệt sự. Không sao, dù sao thì mình cũng đã lời được hơn cái mạng chiến công đầu rồi ha. Đánh Whip thì mình nghĩ rằng không có nhiều anh em đánh Whip đâu, tuy nhiên thì mình vẫn sẽ hướng dẫn anh em đánh nha. Đối với con Whip này anh em cứ bắn thường thôi, đừng có sử dụng chiêu một vội, chờ cho tướng địch lao vào chúng ta, lúc đó chúng ta lướt chiêu một đi và outplay nha. Ở tình huống này thì mình đã lừa được Kera cùng với cả Ibanez lên bài đúng số rồi. Tiếp tục là sẽ focus vào vị trí của Terry luôn, khi mà Terry đã không còn cho mình cái tốc biến nữa rồi. Đây là cái mạng thứ hai dành cho mình, rất là suôn sẻ ở đầu game luôn ha. Và rừng cùng với cả support tên bạn mới lên bài điểm số thì ngại ngần gì không ăn cái con rồng này ở đầu game, mà chúng ta lấy thêm lợi thế ở đầu game mà ăn được con rồng này thì thực sự có rất là nhiều lợi thế luôn anh em, mà farm lính nhanh hơn này, và kể cả là gây sát thương thêm vào tướng địch nữa. Đấy, cứ cố gắng là ăn rồng ở đầu game là sẽ là một cái trận đấu nó suôn sẻ hơn rất là nhiều. Đây, đang có Ibanez đây này, quyết định đánh luôn nha anh em ơi. Đó, anh em bắn thường như thế này thôi, sau đó là anh em có thể sử dụng chuyên một cái lướt đi outplay. Góc này tương đối là xấu nha, mình sẽ đi xa ra một xíu rồi bật ulti mình xài này. Ok, đó sử dụng ulti và có thêm cái mạng thứ ba. Whip thì mình cảm giác là mặc dù là Ameta rồi đấy, nhưng mà sao lượng đam ấy anh em, cái lượng đam nó vẫn khá là ổn nha, không phải là quá yếu này, vẫn có thể cầm vào và leo rank được, không tệ nổi nào đâu anh em. Mà bắn vừa rất là tốt. Đánh AD ở đầu game thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải farm rất rất là nhiều vào anh em nhé. Đừng có bỏ quên cái việc farm chúng mà đi đánh nhau không thôi. Ôi, tầm này có bị nó đau phết anh em. Công ty nó thơm lấy được nửa cây của mình luôn kìa. Thôi tạm thời lui về nhẹ đi. Mất công là cây ra nó xuống lúc đó trở tay không kịp. Máu của mình tương đối là yếu này. Ây da, lâm bâm long trời là đớt pha đó mà hất tung được Terry lên. Thì dính thêm cái ulti của mình nữa là hơi bị đau đấy. Về ăn cái cục máu hồi là một xíu máu đã này. Tầm này Ibanez không có ulti nữa rồi, thoải mái thôi anh em. Đó, chơi con Whip này anh em đừng có sử dụng chuyên một vội. Nếu như mà em nào mà đang muốn sử dụng Whip để leo rank á, em cứ bắn thường giúp cho mình này. Khi mà tướng địch lao vô chúng ta thì chúng ta lướt cho một chạy đi outplay, bắn trả đam lại ngược lại nha anh em ơi. Đó, đang trả đam ngược lại này. Chạy đâu đây con sâu. Ok, ngon lành luôn. Ibanez cùng với cả Rat tên bạn lên bài điểm số rồi. Bây giờ còn mỗi Terry, Terry sẽ phải bỏ cái trụ này thôi. Rank này cũng là rank chiến tướng rồi, nên là mình nghĩ những ông này sẽ biết chơi thôi. Mấy ông này sẽ biết chơi chứ không có tới nỗi nào mà ở lại thủ cái trụ này trong vô nghĩa đâu anh em. Ây chà, Kera này, Kera vẫn muốn giữ lại con Blue này à. Giữ lại con Blue nhưng mà lên bài điểm số thì sao? Vừa mất mạng vừa mất luôn con Blue. Đấy, ông này vừa bảo ông Terry xong thì ông Kera ông lại làm cái điều ngược lại này mà. Rồi lướt lên bắn luôn này, tình huống này chắc chắn sẽ cần phải lướt lên bắn mà thôi. Đấy, bắn lượng đam vẫn rất là ổn nha anh em ơi. Hồi nãy mình nói tới đâu rồi nhờ? Nói tới cái việc đó là thủ trụ đúng không? Pha đó nếu như mà Terry không bỏ trụ ấy thì chắc chắn rằng này Terry sẽ vừa mất trụ và vừa mất luôn cái mạng ấy anh em.
cho nên là thôi thà bỏ trụ thôi, giữ lại cái mạng mà còn farm lính các thứ. Và như thường lệ thì mình đã nói ở rất là nhiều tập trước rồi, đánh AD sau khi mà lấy được trụ ở đường rồng thì lập tức ra mid hoặc là lên top giúp cho mình. Nhưng mà ở trong trận đấu này á, thì Omen ở phía trên đường top đã lấy thành công cái trụ top rồi, nên mình sẽ ra mid nha anh em ơi. Đó, làm luôn cái trụ mid này. Đánh AD thì như vậy chúng ta mới tạo áp lực và lấy lợi thế được anh em. Chứ mà anh em đã lấy xong cái trụ đường rồng mà vẫn cứ lì ở dưới đường rồng không làm được gì. Đấy, mình lướt chiêu một chạy đi này, sẽ bót giải cho mình luôn à. Uầy, pha này giải thực sự là không có thiết, nhưng mà thôi kệ, không sao anh em ơi, support có tâm là được rồi ha. Đang có rất đông thành viên Tây Bẹ ở đây nè, anh em cứ đoán thường như thế này thôi, từ từ anh em mà chờ cho tới khi nào mà tướng địch lao vào ấy thì anh em mới sử dụng chiêu một lướt đi để mà bắn nha. Đó, mình cứ đứng bắn thường như thế này thôi anh em ạ. Đấy, đây là một tình huống outplay được Ibanez này, rồi tiếp tục bắn vào vị trí của đó là Terry cùng với cả là Rat luôn, bắn cực kỳ đau Rat. Ủi rồi ấy xa, ui đất một phá vậy nồi. Mình thực sự là pha này mình hơi bị khó đỡ nha. Mình cứ nghĩ là Rat sẽ không đủ ram đấy, ai ngờ đâu Rat cầm bột phá mém tí là mình cũng đã phải lên một điểm số rồi nè. Tầm này mình có hút máu là mình sẽ không có cần phải về đâu, đi ăn những cái con quái con lính này một hồi là lại có hồi được đầy máu mà anh em ơi. Đấy, game này thì tên bạn có cái con Ibanez với lại Floor hơi bị trâu, cho nên mình không có lên full dam mà full dam sốc được. Mình lên đồ theo cái kiểu đó chính là bắn tăng nha anh em ơi. Vừa có đó là kiếm Fanny nè, thêm cả cái diệt thần cung nữa, lên xuyên giáp rồi bắn tăng cái thứ cho nó khỏe chứ. Trận này có Ibanez với lại con Floor trâu quá. Tùy theo từng trận đấu mà anh em có thể ứng biến và lên đồ sao cho phù hợp nha anh em ơi. Ui, Ibanez định làm một pha vỗ này, tuy nhiên thì support team mình có giải rồi. Bắn Rat luôn, Floor vẫn còn đó là Floor cùng với cả Terry. Ui mà xả đam này anh em ơi, cái ulti của mình thôi mà đam rất là to nha. Floor đòi bắn với chúng ta, đòi múa với chúng tôi, bắn như lũ cái đầu luôn. Thôi giờ làm luôn cái trụ mít anh em thấy không? Đó, mình cứ làm xong cái trụ đường rồng là mình lập tức mình di chuyển ra mít và ép chung cùng với cả team liền. Nó như thế này team bạn sao chịu nổi đúng không anh em? Bởi vì sao? Là bởi vì nếu như mà chúng ta đã lấy được cái trụ đường rồng rồi thì chúng ta sẽ tất nhiên là sẽ luôn luôn là xanh hơn cặp AD support đối phương đúng không anh em ạ? Tại vì không xanh hơn mà không khỏe hơn thì làm sao mà có thể lấy được trụ đường rồng đây? Đã có lợi thế ngay từ đầu game rồi đúng không anh em? Ok, và chắc chắn là cái trận đấu này nó cũng sẽ kết thúc tại đây thôi hai anh em ơi. Đó, trận đầu tiên thì tương đối là suôn sẻ luôn và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu thứ hai nào anh em. Ok, và đến với trận đấu thứ hai này thì mình cực kỳ báo luôn anh em, mà mình lại cầm tốc biến đi rừng rồi. Ở trận này thì đáng lẽ ra là cầm lựu bố đi rừng đấy, không mang trường trị, bởi vì anh em biết tại sao không? Cái build đồ của mấy ông top 1, top 2 ấy mình sử dụng, rốt cuộc á thì ở trong cái đồ là nó có cái đồ rừng nha, nhưng mà lại không cầm trường trị mà cầm tốc biến mới đau anh em. Mấy ông này mới xong mà mấy ông troll thực sự luôn á, bây giờ làm ảnh hưởng luôn cả mình này. Cầm lựu bố đi rừng lại không có trường trị tốc biến thế này, vỡ mồm thực sự anh em. Và tầm này thì con rồng nó cũng đã xuất hiện rồi này, làm sao mà có thể tranh chấp được con rồng này đây? Mình nghĩ là bắt buộc phải đánh người trước thôi, chứ nếu như mà đánh rồng trước thì rất là khó nha. Thì con tốc biến là đánh thẳng vào vị trí của đó là Karisi. Ở phía bên này thì sao đây? Ở phía bên này thì AD support thì mình đang lùi vào trong trụ rồi. Vered đánh tương đối là hộ báo và chắc chắn đang với một cái pha hộ. Ui ôi, mình vừa thấy cái gì vậy? Con Vered hình như là nó hồi hơn nửa cây máu đấy anh em, nó hồi ảo đấy nhờ. Là vừa rồi là một pha hồi phải gọi là hơn nửa cây máu, mặc dù là Vered còn chấm máu à. Mình không nghĩ rằng nó hồi nhiều tới như vậy luôn ấy. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ làm luôn cái con rồng này nha anh em. Bây giờ vẫn còn đánh nhau à, vẫn liên tục đánh nhau này. Có luôn cái mạng của Alice ngon luôn. Rồi quét sạch tên bạn luôn. Tầm này thì máu của tên mình hơi yếu rồi nha. Karisi thì đang có mặt ở mid và chắc chắn sau cái tên linh đó bệ cũng sẽ có cho mình cấp độ 4. Và di chuyển lên trên cái con rồng này thôi. Ui tạm thời té ra đây mà. Tầm này ơ cái gì vậy? Ây da trời, cái con Vered này thiệt sự luôn á, chứ nó tới kịp ngay lúc mà con rồng chuẩn bị được ăn xong anh em mà không có chừng trị, báo quá. Không sao anh em ơi, cứ tập trung đánh thôi, chứ giờ không có chừng trị thì biết làm sao bây giờ. Tầm này mà mấy cái con mục tiêu mà muốn tranh chấp được là chúng ta sẽ phải đánh người trước này. Đó chứ không có bao giờ mà được ăn mục tiêu trước đâu nha. Ôi, hay quá nhờ, Floor vừa có một tình huống múa và double kill rồi. Khi mà Karisi không có cho mình cái tốc biến và Vered không có ulti nên mà chạy đi, Floor thoải mái múa luôn. Rồi sau khi mà đã gánh xong cái đường rồng này, bây giờ đang có mặt Malok ở đây nè. Nó ngại gì mà không đánh thẳng vào Malok luôn anh em ơi. Rồi tốc biến chạy đâu đây? Có vẻ như là anh ta cũng mất cái luyện ngục rồi, không biết là solo cùng với cả ai thì mình cũng không để ý nữa. Rồi phải đánh luôn cả Vered nha anh em ơi. Thoải mái luôn này đó, thoải mái luôn này, chấp luôn cả cái trụ, không vấn đề gì đâu nha. Ok. Và có cho mình cái double kill. Tầm này máu mình rất là yếu rồi này. Chắc mình ăn xong con dơi này mình về luôn đi anh em ơi. Chứ ulti farm quái thì con lựu bố này không có còn hút máu nhiều như trước nữa rồi. Liên quân thì có một cái việc mình rất là không đồng ý nha. Sắp ra skin gì nó đẹp đẹp á, là chuẩn bị là tăng sức mạnh con tướng đó, nó cực kỳ ảo luôn. Lựu bố này khi mà lúc trước ra cái skin mà lựu bố Ichigo anh em, lúc đó sức mạnh lựu bố cực kỳ khỏe nha, rất là hot meta luôn ấy. Nhưng mà ra được một hồi bán xong skin các thứ rồi thì giảm sức mạnh thậm tệ con lựu bố này, khiến cho bây giờ lựu bố ao meta luôn. Đúng khổ thật sự à. Ôi chết rồi, pha này mình đang hơi bị khép góc rồi anh em ơi. Karisi bật ulti lên nè. Ulti của mình thì còn tận mấy giây nữa mới hồi, từ từ nha. Tạm thời lui nhẹ tốc biến chạy ra. Ấy có xe nào bay nè. Có xe nào bay thì quỉnh luôn chứ còn cái gì nữa. Bật ulti, đánh thường. Đánh thường chưa ai. Đánh thường phát nữa. Ok, băng trụ luôn đi. Đừng luôn cả ít này nha.
Rồi, phần còn lại để cho Theonat cùng với cả Sword thì mình lo. Ủa, Theonat đi đâu vậy? Và đó Theonat xong bọc cái đầu kia rồi xong. Rồi ạ. À. Có hai cho Theo ở đây xác định là mình cũng lên bảy rồi anh em ơi. Quả đó thì Theo nát cộng kềnh quá, nếu mà giết thằng Alex sớm á để cho lính nó tràn vào trong trụ rồi mình đi thẳng về luôn là sống rồi. Có điều pha đó AD tay mình hơi cộng kềnh một chút xíu thôi, không sao anh em à. Nói không sao vậy thì hơi bị có sao nha, khi mà bây giờ cái mạng của mình nó là cái mạng shutdown xấu xấu không. Hayate ăn mẹ, Hayate tương đối là xanh đấy, không đùa được đâu. Mà Lữ Bố thì là rất là sợ Hayate này, kể cả là Floor cùng với cả Senel ở trong trận này cũng rất sợ Hayate nha. Hồi sinh trở ra các thứ đó này, mình vừa mới ăn xong vòng rừng anh em ơi, đang có mặt ở mid chuẩn bị di chuyển ra và đánh thẳng luôn vào trong cái tình huống này. Ôi da, tốc biến chạy đi mất tiêu rồi. Từ từ nha, mình sẽ có cái ma tính đấy, rồi lao thẳng vào trong trụ ấy á, ma lốc này nữa, trời ơi thiệt là tình à. Hồi đen chưa. Ây da, thiếu một cái đòn đánh tay nữa thôi kìa, mình cứ nghĩ là đủ đam rồi, ai ngờ đâu thiếu đòn đánh tay hơi nhỏ. Pha đó nói chung hơi bị cồng kềnh một chút xíu, là bị con ma lốc nó hất tung lên là cái thứ nhất này, thứ hai là Karisi tên bạn nó tốc biến chạy đi ấy, là mình bị hớ cái combo luôn. Rồi thêm phần nữa là hơi bị xui là Karisi một chấm máu không chết anh em mà. Ê ê ê, lừa đi Senel ơi, lừa tên bạn đi rồi xong. Quýnh thẳng vào vị trí của tên bạn luôn nha anh em ơi, quýnh về red trước này. Đó, Vedet hết chiêu chạy rồi, tiếp sau đó lao thẳng lên quýnh ma lốc cùng với cả Alex luôn. Và chắc chắn là sẽ có cho mình cái double kill mà thôi, à triple kill. Về phần của Hayate này mình thực sự hơi ngán nha, mình vẫn không biết là nếu như cái trận đấu này nó kéo về cuối game thì không biết đánh cái con Hayate này như thế nào luôn á anh em mà. Thực sự Hayate cuối game là một cái thế lực anh em cũng đã biết rồi đúng không? Đối với những cái chất tướng mà đấu sĩ như thế này thì cực kỳ sợ Hayate luôn. Ok, có mạng Garcy này, lượng đam sốc vào rất là ghê luôn. Chiêu 2 cùng với cả chiêu 1 lần thứ 3 đã sốc được Karisi rồi. Thực sự là chúng ta cần phải win luôn nhanh cái trận đấu này nha. Chứ nếu như mà để về cuối game thì tay mình rất là khó thở với con Hayate đấy. Làm tí mục tiêu các thứ này. Đó, liên tục ăn mục tiêu, cố gắng là lấy lợi thế, chiếm nhiều lợi thế lớn nhất có thể luôn nha anh em. Hay qua ăn con blue của tên bạn này. Ok, cướp luôn quá nhỏ. Đang có Malok ở đây nha. Quýnh được luôn đấy, mình cảm giác là quýnh được luôn đấy anh em mà. Bật con tuy lên, ôi chết rồi, hỏng rồi, có em cả. Ây da, đam của Hayate nó hơi bị to anh em. Toàn là xét thương chuẩn thôi. Vỡ mồm rồi, ui dồi ôi, tay bạn nó toàn xét thương chuẩn thế này. Ve red rồi mà, lốc Hayate. Mình đang hơi ngao ngán anh em mà. Hơi bị lo ngại với trận đấu này khi mà kéo về cuối game đấy. Rát, cố lên. Hay, vẫn đổi mạng được cùng với cả Alex kìa. Hồi sinh trở ra thì mình vừa mới đẩy lính ở phía dưới này xong anh em mà, thì tay mình bắt đầu đánh nhau ở phía trên này. AD tay mình bị Karisi bọc đầu bắt mất rồi. Ở tình huống này thì mình sẽ khép góc chứ không có cho Karisi chạy nha. Bật ulti lên nè, để có cho mình là cái ma tính tốc biến lên quýnh thẳng vị trí Karisi luôn. Ok, có mạng của Karisi nha anh em ơi. Lấy được 3 mạng thành viên bên đối phương rồi. Hay quá Rat ơi, lấy luôn được lớp giáp hồi sinh của Hayate. Ăn được không? Ấy ăn được mạng của Hayate không? Trời ơi, hỏng rồi anh em ơi, không tới kìa. Chiêu của mình không tới. Chiêu 1 không tới còn chiêu 2 thì bị hụt. Và kể cả chiêu hai chúng thì mình cũng không có được mạng Hayate anh em mà. Ây da, đau quá. Trời, con ma lốc này nó quẹt một cái nữa cây máu anh em ơi. Thứ gì chịu nổi. Rồi xong luôn, Rat thì mình lên 7 điểm số luôn. Khi mà cái con thần cái xa phút thứ 15 ra thì hai người đồng đội của mình cũng đã phải lên bảng rồi. Con Hayate nó dắt liên tục rất khó chịu. Cái con mình cũng với cả mỗi Floor thôi. Ôi Floor, Floor gì mà chạy thẳng lên kia vậy, đừng làm mấy pha gì đấy. Ôi định cân 5 à. Thực sự là Floor ổn vậy bạn ơi. Wow, múa cũng ghê đấy nhưng mà đấy định cân 5 thì mình hơi bị khó hiểu. Đúng như mình nghĩ, trận đấu này nó đã kéo về cuối game rồi. Khi mà tầm này Hayate đã full đồ, Malok cùng với cả Laveret cũng tương tự lợi như vậy. Và với cái sức mạnh của team bạn ở tầm cuối game thì team mình thực sự là không có cửa luôn anh em mà. Đó, nói chính ra là không có một cái cửa nào để mà đánh lại, bật lực lại team bạn luôn ấy. Alex cuối game anh em cũng biết rồi, Karisi cuối game thì một bướm thôi là cực kỳ đau. Còn mấy con kia thì anh em cũng đã tự hiểu Hayate Malok cuối game nó như thế nào rồi ha. Vedet thì là nó mạnh cả trận rồi anh em mà. Thôi tầm này rất khó rồi. Tên bạn ăn được con thần cây xe rồi, chết rồi, sao để chạy đấy. Từ từ nha, mình sẽ lao lên này, mình đánh Alex xong rồi chạy luôn này, ăn được nè. Đó. Ăn được mẹ Alex xong rồi chạy luôn nha anh em ơi. Rat ơi, AD tên bạn kìa. Ui Rat làm gì vậy? Quả vừa rồi Rat đấm AD tên bạn được mà, sao lại đấm Malok thế kia? Tại mình đã lên mà điểm số hết 3 thành viên rồi, trận này đang kéo về một cái thế trận cực kỳ khó khăn luôn. Nếu như mà tay bạn không có những cái chất tướng xét thương chuẩn như thế này thì mình còn dễ thở chứ, quá khó luôn anh em mà, tốc biến lên đánh được này. Ôi hất cũng tương đối là đẹp nhưng mà tay mình lại không làm được gì cả. Hơi khó rồi anh em ơi. Florentino, Florentino. Úi dồi. Flor múa lăng ta lăng quăng thực sự. Toàn luôn mà nó quẹt chết Rat luôn. Thôi hồi sinh trở ra rồi anh em ơi. Ấy, từ nha. Ôi Hayate tóc biến vào đánh luôn à, hay quá Hayate ơi. Đây là một pha rất là lỗi từ Hayate rồi nha. Sẽ là tiền đề cho tay mình win luôn không đây? Ăn luôn cả Alex này, rồi ngon luôn. Giờ tới Malok. Từ từ nha, Malok này thì hơi khỏe đấy nhưng mình nghĩ là mình vẫn đánh được.
có sự giúp sức của Chanel đúng không ạ? Trời ơi, Perez nữa hả? Mình đang không có ulti nè, khó quá em ơi. Từ này chạy một nhịp nha, rồi bật ulti lên quýnh. Ây da, trời ơi, lúc bật ulti lên thì lại bị nó combo chiêu 2 chiêu 1 đánh thường em mà. Thế là có cái lắc vòng lên bảy điểm số luôn. Dở người thật sự, pha này mình hơi lỗi rồi. Không sao, ăn được ba mạng bên phía đối phương rồi, còn lại thì team mình phải lo lắng win luôn cái trận đấu này đi chứ còn gì nữa. Tập trung ở mid mà win luôn đi, 4 đánh 2 mà không lẽ không win được. Cố lên nào anh em ơi, trời ơi, cố lên nào. Ui ôi, Rat ơi, không bắt được KDC luôn mà. Còn AD team mình thì yếu máu mất tiêu rồi, Flo. Flo chuyên một tốc biến hụt. Ui, nhìn mấy ông này đánh lăng tăng lăng quăng quá anh em ơi. Từ nha, Malok này, Malok cùng KDC này, bực đánh thẳng luôn nha, có Chanel bay mình anh em mà. Ui chết rồi, đam to thế, mình hướng tiên luôn này anh em ơi. Chết rồi, pha này mình quá lỗi luôn ấy. Rồi toan luôn, sao quả này mình lỗi vậy ta. Pha này mình không đánh được anh em à. Quả này không đánh được, đáng lẽ ra không đánh được, sao mình lại lao lên mình đánh, khó hiểu ghê. Đánh một hồi là bị cuốn theo luôn ấy. Toan rồi, nói chung là cái pha cuối này thì tất cả là lỗi của mình luôn nha anh em ơi. Chắc là thua rồi, ok. Mặc dù đã lấy được 3 đường và lấy được rất là nhiều lợi thế, tuy nhiên thì trận đấu cực kỳ khó khăn khi mà kéo về late game luôn anh em. Thôi thì đây cũng là một trận đấu thua dành cho mình rồi. Rất là khó khi mà chất tướng tay bạn cuối game cực kỳ mạnh và toàn xét thương chuẩn khắc chế lượng bố rất là ghê luôn. Ok, và đến với trận đấu tiếp theo này thì cái lane của mình là lane top rồi anh em mà. Sử dụng cho mình con bài Veret. Tuy nhiên thì ở trong trận đấu này mình đi kèo cùng với cả là một cái kèo rất là khó, chính là kèo Airy. Kèo Airy cùng với kèo Veret thì anh em cũng đã biết rồi. Khi mà con Veret lắc vòng á thì Airy nó sẽ lao chiêu 2 vào né được cái lắc vòng của mình này. Và xét thương của nó thì toàn xét thương chuẩn thôi. Mình cho lên bao nhiêu tăng đi chăng nữa thì Airy nó cũng sẽ gọi là mình không khác gì cái bao cái cả. Cộng thêm là cái con bài ne bên tay bạn con bên ấy anh em. Thì cũng tương tự như con Airy vậy đó. Mình cứ combo chiêu 2 chiêu 1 lắc vòng là con bài ne nó chỉ cần sử dụng chiêu thức của nó xong nó chặt vào người mình là nó né được cái lắc vòng mà. Rất khó chịu đến từ tay bạn luôn. Caffeine thì quá là dắt rồi anh em mà. Ôi, còn gặp thêm cả gọi là One Champ Caffeine nữa. Cáp đơn giản à. Oh. Thì trận đấu này hơi khó như mình rồi. Anh em hãy cùng xem là trận đấu này mình sẽ xử lý với một chất tướng khó như thế nào nha. Thì rồi, bắt đầu vào trận đấu này. Thì mid team mình quyết định là lên đây và gank có thêm cả support team bạn à. Đây là một tình huống 2 đánh 2 chứ. Mid team mình thì nhìn rất có vẻ là CB anh em mà, nhưng đây lại là mid nha. Chiêu 2 này, chiêu 1 ấy hơn nửa cây liền dẫn mặt. Veret thì nói chung là chất tướng mạnh toàn game, mạnh toàn trận đấu luôn nha. Chứ không có gọi là một cái lúc nào nó quá mạnh hay là nó quá yếu cả. Cứ đều đều vậy đó. Hay quá. Ăn được vẫn ăn được cái con dơi trong tình huống này rồi, quyết định là đánh thẳng vào Airy luôn nha. Airy tốc biến chạy đi ông đây. Ấy chà, bị mình choáng chưa một quả chiến mạng quá mà sao tốc biến được. Nói chung thì ở đầu game mà chưa có cái gì kiên cường ấy anh em là sẽ bị con Veret này nó choáng rất là nhiều nha, và choáng cực kỳ là lâu luôn. Và sau khi mà mình đã đẩy lính xong và bây giờ con rồng nó cũng đã xuất hiện rồi này, di chuyển xuống đây để hỗ trợ đồng đội nha. Ai đánh thường bài ne có mạng này. Lùm bùm với chúng tôi. Ấy từ từ khép góc UE, không cho UE cắt tay mình nha. Tay mình hơi bị yếu máu rồi đấy. Như anh em thấy tay mình rất là yếu máu luôn. Ây da, nó tốc biến chạy đi rồi. Và quả này không phải là lỗi lên tốc biến chạy đi nha anh em ơi, mà bởi vì á là mình có bao bị lỗi đó. Mình sử dụng chung một hơi bị lỗi chút xíu. Ố, gì vậy? Diễn viên à? Ông UE này ông diễn viên anh em. What the hell? Sao thì ông đi thẳng vào ở chắc ông nghĩ là mình chăm máu rồi mình biến về anh em ơi. Xong rồi đi ra chết con rồng, ai ngờ đâu mình vẫn chưa biến về. À đâu, mình biến về trong cái bụi đó chứ. Có ai đi đụm luôn blue của Nagroth rồi. Quả vừa rồi thì mình cover tem rất là tốt luôn anh em à. Tem mình thì còn chăm máu hết thôi nữa, nhưng mà con UE nó có mặt kịp thời và nó cắt thì tem mình ngủm sạch cũng có khi đó. Mình pha đó mình khép góc con UE không cho nó cắt tem mình anh em à. Đó, đánh đi anh em, cố gắng là cover đồng đội chút xíu. Bảo kê đồng đội anh em à. Ái chà, Airy này ulti có luôn con dơi. Nãy giờ Airy tranh chấp con dơi với mình, không có ăn được con dơi luôn anh em mà. Tội thật sự. Thôi thì bây giờ cái việc solo cùng với cả Airy nó hơi bị vô nghĩa một chút xíu. Mình sẽ làm một tình huống đi gank nha, đi ram hỗ trợ đồng đội anh em mà. Đó, một pha ra mid combo nhẹ nhàng xương xương thôi, có mạng của UE rồi. Tại vì bây giờ cho dù mình có solo với con Airy này đi chăng nữa thì anh em nghĩ là mình có thể hạ gục được nó không? Rất là khó anh em mà, đúng không? Tại vì nó có cái ulti này, nó có thể chạy đi. Đó, nó đánh nó cứ dắt dắt như vậy mà đâu làm gì được gì đâu. Mình thì combo vừa phải đó, gì mình trao đổi chiêu thức với nó vừa phải thôi anh em mà, chứ không có khô máu luôn nha. Khô máu thì hơi bị khó đó, tại vì AD đánh nhấp nhả liên tục và kể cả là chất tướng nó hơn mình nữa, nên đánh thực sự phải rất là cẩn thận. Mặc dù bây giờ mình đang xanh hơn rất là nhiều, mình có thêm cả cái đao tri hồn, nhưng mà vẫn phải rất cẩn thận khi mà đối đầu với cái kèo trên nha anh em ơi. Đây này, AD đang xuất hiện ở đây này, ulti lên từ từ mình chờ chiêu một mình hồi đã. Rồi, ulti lên luôn chiêu 2. Ái da, nó lướt vào người mình rồi. Đó, anh em thấy khó chịu không? Mình không lắc vòng chúng nó được luôn ấy. Tóc biến ra này. Ui dồi ôi, chết rồi, xài chiêu 1 hơi bị trớ rồi. Không sao, chiêu 2 của mình hồi lại. Đánh thường, chiêu 1 tóc biến chạy đi à.
từ nha, ulti mình sắp hồi nè. Ulti tầm này mình ulti một cái là có mạng đấy. Airi không nghĩ là ulti mình hồi nhanh tới vậy đâu anh em ơi. Ok, ngon lành luôn. Ulti con bé này nó hồi nhanh lắm anh em à. Mà mình nghĩ ở cái mức rank này á, chiến tướng 60 sao này á, thì gần 60 sao thì tay bè nó vẫn chưa biết tham minh ulti của nhau đâu. Đấy. Trừ khi là con Vares này là một trong những cái con tướng tủ của Airi thì mình nghĩ Airi mới tham minh được. Đang có Lumbum ở đây nè. Từ mình quýnh cái trụ này nha. Ai da, chết rồi chết rồi. Cái nội tại lát phòng anh em mà. Vỡ mồm thật sự ạ. Thôi thôi đẩy lính xong rồi mình sẽ về thôi nha. Không có nhây với thằng Lumbum này đâu anh em. Không thấy rừng tay bè ở đâu nè. Thấy rừng tay bè lên bất cứ lúc nào mà mình phải ngụm đấy. Đây xuất hiện Airi trong bụi ấy nha. Mình đang hơi yếu máu nha. Nhưng mà chắc mình nghĩ là vẫn đánh được thoải mái thôi anh em ơi. Từ né nhẹ nè. Ôi da, có thêm cả con bay né này nữa à. Ôi có bay né thì hơi khó rồi anh em ơi. Nó lao thẳng vào mình á, mình không có lát vòng được. Cứ lao vô cực kỳ khó chịu luôn. Hồi hơi sinh trở ra rồi anh em ơi. Ấy chà, mình có đánh nhau đúng không? UE và chúng tôi này lụm kẹo quýnh luôn vào vị trí của thằng Lumbum này nha anh em ơi. Từ từ này, con cáp nó di chuyển mà lỗi một cái là mình sẽ tận dụng cơ hội liền nha. Đây rồi, từ từ quýnh thằng Lumbum trước anh em mà. Rồi xong, lỗi với chúng tôi này có ngay triple kill anh em ơi. Mình hơi bị lỗ đồ nha, tại vì mình lên cái choi á anh em ơi. Mình lên cái choi để mình khắc chế con bay nè. Nói chung là những cái chất tướng mà chúng ta sợ thì chúng ta phải lên đồ làm sao mà khắc chế được những cái vị tướng bên kia trước nha anh em. Ví dụ như trận này á thì mình sợ con AD kèo trên, mình sẽ lên cái đao truy hồn trước là cái thứ nhất. Và mình rất là sợ cái con Ben này thì mình lên cho mình có con chương choi tiếp nữa. Đó, thì như vậy là sẽ ổn hơn rất là nhiều nha anh em ơi. Chứ anh em đừng có gọi là lên cứ một trận là anh em lên đúng một loại đồ đó, một build đồ đó. Em cứ tùy theo từng trận đấu mà anh em ứng biến sao cho nó phù hợp. Nó không phải là cứ đánh gọi là đánh hay cái thứ thì lên rank đâu nha anh em ơi. Còn phải tùy vào cái tư duy lên đồ nữa này đó. Lên đồ càng hợp, càng phù hợp với trận đấu thì sẽ càng dễ đánh hơn. Rồi cáp này, đem pha bắt được cáp Fanny nha. Úi xồi quá đẹp luôn. Tiếp theo Lumbum đang kiệt lại ở đây. Có luôn cạn của Lumbum. Ulti lên này từ từ nha. Quýnh luôn pha này anh em. Ấy chết rồi, không tới rồi, chung không tới rồi. Beat. Ok, có mạng này. Rồi đi ra thôi nha anh em ơi. Ấy da, có con Ben nữa hả? Không rồi anh em ơi. Rồi xong. Khó chịu quá, có thêm bé nó lao ra hơi khó rồi. Hay quá. Giờ còn mỗi AD support thì mình thôi. Con UE này thì chắc không lấy được trụ rồi. Tại vì nếu như AD thích support thì mình lên cao. Ơi gì vậy trời, ông support ông vừa mới làm gì vậy? Thì ông đi vô trụ xong ngẫm luôn trời. Rồi luôn, em xui hơi xui. Rồi con xe bắn không chết nữa kìa. Rồi bị chết ngược luôn. Xui quá vậy. Rồi sao điên quá vậy. Ông em xui này ông phải xem lại ông sống ở ngoài đời như thế nào nha. Mà sao vô đen, game nó đen dữ không biết nữa. Ok, hồi sinh trở lại anh em ơi, tiếp tục là cái công cuộc ép trụ thôi ha. Tầm này mình đang rất là khỏe rồi, mình có khả năng băng càng rồi. À đây tay bạn vừa mới hồi sinh ra này, mình thì vẫn cứ chờ thôi anh em ơi. Đó. À, bay này lao ra luôn à. Tầm này mình có cái troi rồi, nó không có sợ cho lắm. Ulti lên, có mạng của Lumbum luôn này, ngon lên cành đào. Đấy, anh em thấy ulti con Vares nó hồi nhanh không? Mới đây thôi mà bây giờ còn 6 giây, 7 giây nữa là hồi rồi nè. Ê, mình có giáp hồi sinh nha. Giáp hồi sinh này nó sẽ làm được rất là nhiều thứ đấy. Làm hơi bị nhiều điều đấy anh em ơi, combo thẳng vào ấy á. Quả này mình ulti UE mà thế nào, chưa hai kéo là kéo vào thằng Bayne anh em mà. Ảo thật sự tốc biến lên này, ok, có mạng của UE, ấy á đen. Hơi xui quá vậy, hơi xui anh em mà. Nhỏ thật sự, không sao, vẫn có mạng của Caffeine nè. Nhưng mà con UE nó sống thì nó cũng là một cái tiền đề mà đép trụ được đấy nha. Bán giày lên liềm nè anh em ơi. Không biết là win được chưa, nên mình thấy hơi khó khi mà support cùng với cả là top tay bạn chuẩn bị ra rồi. Ok, có mạng của Bayne này, thôi về thôi nha anh em ơi. Mất liềm rồi, mình chạy nhanh cái. Phần còn lại mà để cho team mình lo đi. Ép nãy giờ mà vẫn chưa được anh em à. Chúng ta sẽ cần phải liên tục là có những tình huống ép tiếp nha. Ấy, Nagrod hay này. Ok. Ơi Caffeine chấm máu xui quá vậy. Nãy giờ cảm giác là hơi bị xui nha. Ôi đẹp này, mình làm pha đẹp quá anh em ơi. Bắt luôn con UE này nha. Rồi đẹp luôn. Bịt. Rồi chiêu hai của mình hồi đã anh em ơi. Cứ me thằng cáp phải đi thôi anh em đó. Rồi xong lên một điểm số. Nói chung trận này mình làm quá trời làm rồi anh em ha. Trận này đúng nghĩa gánh tem luôn á. Ok, đây là một chiến thắng dành cho mình rồi. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cái trận đấu tiếp theo nha. Ok, và đến với trận đấu tiếp theo này thì làm tí đi support anh em mà. Đó, từ giờ cho tới tập cuối thì mình sẽ cố gắng là sử dụng hết tất cả những vị tướng support luôn. Support thì còn hơi nhiều nha. Support còn tới tầng gần chục con lượng đó anh em. Đó nên cố gắng là chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ đánh support luôn. Trận này làm tí ghi đu, có ít ghi nè. Hơi tiếc là Elsu bị tay bạn lấy rồi. Nếu như mà ông Cafe này bắn Elsu nữa thì tay mình câu máu rất là đã luôn. Xong rồi phần lại cứ để cho Aoi vét mạng thôi anh em. Hết floor thì băng càng. Một đội hình cực kỳ đẹp luôn, nhưng hơi tiếc là thôi kệ. Không có Elsu cũng được anh em mà. Có ít ghi, gọi là câu máu tương đối. Trong tới nỗi nào mà quá tệ. Đánh CB thì nó bị cái là hơi chán anh em mà. Đó. Đa phần là kiểm soát này. Và trận này đánh ghi đua toàn là cấu rỉa thôi, chứ không có những cái pha gọi là
nó quá đáng để xem đúng không anh em ơi. Nhưng mà thôi kệ đi, tại vì làm series mà đó, anh em xem đỡ nha anh em ơi. Đấy, chưởng này, một chưởng như đầu này, và mất thì bạn tôi rất là yếu rồi. Ôi ôi AD ơi, nó lừa đấy AD ơi, Olic nó lừa đấy, biết ngay mà. Qua này AD mình rút cuộc là mất tốc biến lúc này. Ui, bị Elsu nó bắn cho viên mém tí là bài điểm số, may đấy, khá là may mắn. Đánh Guido thì không phải là một chiếc tướng băng kèn ấy mà chỉ liên tục là đứng từ xa cấu rỉa thôi. Ui, tay bạn chùm chùm lại đẹp vậy, không đúng rồi ơi, làm pha đẹp đẹp xem nào. Ây da, biển rộng hất tung lên kìa, hơi hay rồi. Và đó thì tương đối là đẹp, nhưng mà Aoi không có nhảy vào thẳng đội hình tới bạn anh em, mà Aoi chỉ sử dụng chiêu hai để đu vào người của Alistar trong tình huống vừa rồi thôi. Nếu như mà Aoi mà nhảy thẳng vào giữa đội hình tới bạn xong rồi cào long diệt các thứ thì quá đẹp rồi. Không sao anh em mà, không đòi hỏi gì thêm ha. Giờ thì Ari support thì bạn đang kẹt lại ở đây nè, chắc chắn rằng thì hai thanh niên này cũng sẽ phải lên bảng mà thôi, khi mà đang bị bánh mì kẹp thịt rồi. Đấy, hay quá. Thôi biến về hồi máu xong rồi anh em ơi, làm tí ăn rồng nhá. Ấy, chó Yuka lại gì trời, sao đen quá vậy? Quả này thì hơi bị đen xíu anh em mà. Ấy, chủ nâng Alistar nè, đòi xích ai, xích rừng mình sao được. Đó, anh em để ý Alistar mà xích thì anh em cứ dồn khống chế vào cái đầu của nó nha, là đảm bảo là không có là nó bị ngắt luôn anh em, ngắt ulti không có xích tiếp được đâu. Qua rồi mình đã cố gắng là cover out hết mức rồi, giải cái thứ rồi mà bảy vẫn phải lên điểm số đây mà. Có Alistar với lại có Alistar khó chịu quá. Chưởng chưởng Alistar này đấy. Elsu này anh em ơi, what the hell, đi đâu đây? Ulti luôn, làm việc đi. Hết ghi và lại Caffini ơi, trời ơi. Ui ôi, mình lướt nhầm ở đây mà. Quả này tự nhiên mình lướt thẳng vào vũ trụ luôn, nhức cái đầu thiệt chứ. Mình định lướt chung một ra ngoài mà ai ngờ đâu thì đập mặt vào ông chủ mới đâu chứ. May là quả đó bị trụ bắn đấy anh em mà, bị trụ bắn chết đấy chứ không phải là bị hạ gục bởi AD hay là support tại bạn. Ông Yuka làm gì á, ông Yuka ông làm cho mèo gì anh em ơi. Rồi xong con Aoi thì sao chạy với Aoi đấy. Ôi Aoi long diệt sớm quá vậy, quả đó đáng lẽ phải dí cái cào luôn á anh em ơi. Pha đó long diệt hơi bị sớm một chút, vội rồi. Thì rồi Elsu lên cao này hắc não liền. Biết cái đẹp Elsu cỡ nào cũng tiêu giật về mà anh em ơi. Từ nha, Oi lướt về lại gọi lướt tôi nhìn vậy thôi chứ hơi khó chịu đấy. Ấy xuống này hỗ trợ Oi nè anh em ơi, lụm kẹo hay rồi. Ê Alistar này ai đó làm việc Alistar này đi, lụm kẹo ngay chứ còn gì nữa. Này ulti luôn này. Đấy, xích lại luôn cho tay mình lụm kẹo còn gì nữa. Quá đơn giản luôn anh em à. Đây rồi, Airy rồi anh em ơi. Chói lại luôn, ôi trời ơi xui quá. Mình chói lại ngay lúc mà Airy nó ulti luôn anh em à, cháu quá vậy. Chói số thằng Airy cháu vậy, rồi xong luôn, mình bị Alistar nó xích lại lên 7 điểm số luôn rồi. Trời ơi, Airy nó cháu quá trời cháu luôn anh em à. Quýnh hoài em chết luôn á. Khó chịu thật sự ạ. Trận này thì được cái mình bú win anh em ơi. Đó, không gánh tem được thì chúng ta bú win thôi chứ sao giờ đúng không anh em ơi. Đó, trận gặp đồng đội tệ cũng sẽ có những trận gặp đồng đội hay thôi, ấy. Hôm nay cứ ép trụ thôi, sao giờ anh em ơi, mình chơi Guido thì mình thích lên phép hơn lên tăng. Lúc nào mình chơi cũng lên phép anh em mà. Mình thì mình ưu tiên những cái gì đó nó đột biến chứ nó không có an toàn anh em. Đánh toàn là đột biến không à. Một thắng hai thua. Rất đơn giản luôn. Là một pha, đúng một pha thôi. Thường thường là vậy đó anh em mà. Khó rồi, hết lính rồi, không ép trụ được nữa rồi. Tạm thời lui về anh em. Làm gì vậy Yuka? Đánh Guido thì mình lên phép vậy thôi chứ vẫn cover đồng đội tốt chán ấy nha anh em. Đấy ulti tốc biến lên này lượm luôn Airy đi chứ còn gì nữa. Đó, Alistar xích mình đi thôi, cứ việc là lượm luôn Alistar này. Choáng Elsu lại nhịp nè. Đấy úi xồi, đánh rất là nhàn luôn anh em mà. Cứ đứng mà cấu chiêu hai như thế này thôi là cũng win, đủ win rồi. Bịt. Đó, thôi ok win rồi anh em ơi, trận này đơn giản quá. Trận này đúng nghĩa là bú win luôn ấy. Thôi thì chúng ta đến với trận đấu tiếp theo thật là nhanh thôi anh em ha. Trận này không có gì để nói, cực kỳ chán luôn. Ok, và đến với trận đấu tiếp theo này thì mình quên bích tướng anh em mà. Nhưng mà may mắn á, thì nó tự bích cho mình cái con teo nát. Và con teo nát này thì mình chưa có đánh. Đấy, bây giờ mới bắt đầu đánh nè. À, bích teo nát trận này thì chưa gì là tên bè đã xuất hiện cái con Aoi nó đập thẳng vào trong mồm rồi anh em ơi. Rất là ớn lạnh con Aoi này luôn nha. Ui xô ôi, Aoi mình biết đu thì mấy cái chức tướng AD tù tù xác định là không có cửa mà bắn nha. Ui, thêm rát, thêm cả Florentino. Cái gì vậy trời? Ôi làm trận AD tù tù thế này mà tên bạn toàn thứ dữ, quá khó luôn anh em ơi. Và anh em hãy cùng đấu xem mà cái thế trận như trong trận này nó sẽ như thế nào nha. Ok, bắt đầu vào trận đấu nè. Kèo quen thuộc Terry. Terry thì xuất hiện dạo gần đây rất là nhiều luôn. Mình cầm cho mình nó là cái phù hiệu khắc vàng, solo hơi không lại của Terry một chút xíu anh em mà. Nói chung thì cũng là một pha trao đổi chiêu thức sương sương thôi. Giờ về ăn máu, lượng máu nó cũng sẽ trở lại ban đầu anh em. Làm luôn cái con chim này nha. Terry ở đâu không biết rồi anh em mà, đó làm nhanh con chim này luôn. May quá thì vẫn ăn được. Vậy là lời rồi anh em, có lời rồi. Tầm này thì mình chưa có dám trade hit cùng với cả là con Terry này nhiều. Bởi vì là Aoi có thể xuất hiện và gank mình bất cứ lúc nào nha anh em ơi. Đó cho nên là đánh kỹ thôi, giữ máu.
Hiện tại AOE đang mức sai rồi, mình nghĩ rằng farm tới con red rồi đấy chứ không đùa đâu. Đấy, đánh là phải kỹ nha anh em, đánh phải thật kỹ, đọc map các thứ vào. Chứ đánh ẩu là không được. Biết là chất tướng của mình hơn con Terry và solo dư xăng với lại con Terry đấy. Tuy nhiên là giữ cái đầu lạnh anh em mà, đó xuất hiện AOE rồi này. Qua đó mình mà solo ẩu với lại Terry thì xác định là lên 7 điểm số rất là dễ luôn. Ây da, chết rồi, ngộ không bị AOE bắt vào rồi, thôi bỏ nha anh em ơi. Qua này khó nha, mình phải biết được cái thế, cái kiểu như là cái thế trận và cái tình huống đó nó xảy ra, nó chuẩn bị diễn ra tiếp theo như thế nào mà để biết đường còn lui về. Đấy, vẫn liên tục là farm thôi. Ôi hay này, được một pha ulti không. Ui, Terry tốc biến chạy đi rồi. Tầm này lượng máu của cả hai support là bằng nhau, tuy nhiên thì AD tên bạn chỉ còn xíu máu à, mình này đầy máu, thoải mái ở lại nha. Ui, Terry vừa ăn cục máu hay là sao đây, hồi đầy máu nhanh quá vậy. Cố gắng ăn cái con rồng này em ơi. Ngộ không thì đang lừa phía bên kia để cho tên bạn ăn rồng, ngon quá, ăn được thành công con rồng này rồi. Ây da, trời ơi, ôi kìa. Ôi chấm máu mà cái thằng rát này nó cover tốt quá này mà. Thôi thì coi như là chết thay đi. Ok, có mạng của rát này, ngon luôn. Quả đó ôi chấm máu, đáng lẽ mình ăn được mạng ôi rồi này mà. Tuy nhiên hơi tiếc một chút xíu, thằng rát này đẩy mình ra, chết thay mới đâu chứ. Ăn mạng quá ôi ngon hơn ăn mạng của rát nhiều. Bởi vì là mình có bùa này. Và kể cả không, hình như không có bùa, tại vì ôi nó không có bùa nào trên người nó hết. Và tại vì là nếu như mà ăn mạng quá ôi thì ôi nó sẽ không có được farm rừng ấy anh em. Đấy, thì nó sẽ lỗ bùa hơn so với là rừng mình, đúng không? Anh em để ý nè, support team mình nó cứ đi ram như thế này á thì thôi, chúng ta không nên ôm lane nha anh em ơi. Chúng ta cũng sẽ cần phải di chuyển, bởi vì sao? Bởi vì đánh AD tù như thế này ấy, rất cần CB ở gần anh em mà. CB là không ở gần thì chúng ta đi theo CB luôn. Đó, bỏ lane luôn. Đánh vậy đó anh em. Chứ anh em mà ở lì cái lane là còn bị team bạn băng trụ rồi các thứ đó. Nha anh em xem này, mình mất luôn cái trụ rồi, nhưng mà cha nó không sao cả anh em mà. Và cái nội tại của con Theonas này á, khi mà có đồng đội thì đam của mình nó sẽ tăng lên nữa nha. Đấy, cho nên nó là gọi là lượng cơm gấp mắm anh em mà. Nó đánh theo phong cách riêng. Sợ B giờ nó không theo mình là mình đi theo nó luôn. Đó, làm luôn con rồng này nha. Tầm này Theonas ăn rồng thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ nhanh. Ăn rồng thay cho rừng luôn anh em à. Thế tầm này cứ đi theo support, đi theo team mình thôi anh em, thoải mái rồi đó, làm gì lum bum. Lum bum dễ ăn mình quá bạn ơi. Đấy, bắn rất là đau. Giờ thì chắc là mình phải đi lên trên kia một mình rồi. Support team bạn là bị điểm số rồi, mình đỡ bị bắt. Và AOE thì mình nghĩ nó không có trên này đâu anh em ơi. AOE thì đang ở phía dưới kia đấy. Đúng như mình nghĩ luôn, nó cứ đọc map như thế này là năm đó nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Rồi ông support thì mình lên cao quá vậy, giờ bắt mình lên cao theo sao được đây ta. Rồi thôi kệ, đánh luôn anh em mà. Rồi bắn này, ôi chủ bắn mình toàn rồi anh em ơi, tóc biến không? Ơ, sao mình tóc biến ra là bị delay kìa. Như hồi nãy á, anh em xem đó, mình có bấm cái tóc biến ra đúng không? Tuy nhiên là không tóc biến ra anh em mà, bị delay một nhịp. Chắc là tại vì bởi là con AOE nó hất tung mình bằng cái chiêu mục của nó, cho nên là mình bị delay một nhịp không có tóc biến được anh em. Ok, hồi sinh trở ra nè, đó vẫn lối chơi mặc kệ cuộc đời, cứ đi theo CB đó anh em ơi. Đó, CB không theo mình cứ đi theo team, cứ đi theo CB mà đánh lane lính gì bỏ hết luôn đó, ai muốn farm gì farm. Cái tầm này một mình mà đi farm lính rồi đi đẩy lane cái thứ thì bố ai mà đỡ nổi đúng không anh em. Thằng AOE và thằng Rat nó bắt mình bất cứ lúc nào đấy, cho nên là đánh theo cái kiểu là mặc kệ cuộc đời luôn, team mình ở đâu mình ở đó. AOE làm gì bạn ơi, tầm này bắn đầu lắm bạn ơi. Xùi đàm kìa, đang bắn thủy thì to thì thôi nhé. Đấy, đi chung với team đây mà. Tận dụng tốt cái nội tại của con Theonas này. Ép trụ thôi. Rát với chúng tôi. Ui xổi bắn người này ơi. Ôi giời bắn. Có diệt thần cung luôn này nè. Trận này mình vừa lên thương xuyên phám vừa lên diệt thần cung nha. Món cuối mình định lên cái nanh luôn á anh em à, nhưng mà thôi, chưa tới đó. Giờ chỉ mới là tới tầm giữa trận mà team mình đã win rồi. Nếu mà lay game mình lên luôn cái nanh, không lấy hồi sinh đâu, bắn liều luôn anh em. Ok, và trận đấu kết thúc ở đây. Đồng nghĩa với việc là mình cũng xin phép anh em được kết thúc video tại đây luôn nha. Bởi vì tới đây thì video cũng rất là dài rồi. Và nếu như mà anh em cảm thấy video là hay, mình mong là anh em hãy để lại cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn em rất là nhiều và chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình anh em nha.